Xin chào chú bác, mình hello quý anh chị em, mình bạn bè gần xa bên miền Bắc Trung Nam. Mấy ngày nay em có việc không có lên video. Nhiều anh em mình hỏi quá, hôm nay tranh thủ về lên cho anh em mình 37 món hàng thế này, thao hồ mà lựa như nè. Hàng giá rất là bình dân, giá rất là rẻ. Thì quý anh chú bác mình xem video. Thì muốn mua hàng thì liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0919192025, em tên Nghiệp nha. Thì tất cả giao dịch trao đổi mua bán đều qua Zalo hoặc là số điện thoại, em không chốt đơn YouTube và cũng không có ngồi lên YouTube. Quý anh em lưu ý với em điều đặc biệt như thế này. Hàng em ship code, anh em mình là phải kiểm tra hàng trước khi nhận dùm em nha anh em. Trường hợp anh em mình không kiểm tra hàng được tại điểm nhận hàng thì anh em có nguyên đai nguyên kiện đó về anh em mình quay video. Quay video là ví dụ tem niêm phong của em đầy đủ hết, phải quay full hết như nè, quay trước khi mình khui ra. Đó là anh em mình quay kiểm tra như vậy giùm em. Lỡ trong quá trình hàng nó vận chuyển nó bị nảy nọ đó phát sinh thì em mới giải quyết khiếu nại cho anh em mình được. Còn những trường hợp anh em mình không quay video lại cũng không kiểm hàng, anh em mình tự ý nhận hàng về, có phát sinh những trường hợp khác anh em mình tự chịu nha anh em. Em không chịu. Rồi, thì phí ship thì sẽ là 20.000 trên một đơn thôi anh em. Tất cả đều ship nhanh, ship quả tốc. Hai đơn sẽ bao ship hoàn toàn. Cái mã đầu tiên lên cho anh em mình đây là con máy. Một con máy cho anh em mình câu cần Ikada hoặc là câu mấy cần tay trợ máy đây nha anh em. Con này hãng con Ryobi nè. Cái con này hàng made in Japan anh em. Hãng Ryobi nha, tay quay của mình nó hơi bị sét tí xíu. Đó, con này quay tay phải nha, máy rất là mượt. Đây tắt rắc nè. Đó. Nó gắt. Chống trả ngược nè. Đó. Có chỉnh thắng này nè, có chỉnh spool đây nè, hãm buôn đây nè. Con này mã số 1 nha, bán cho bác mình giá là 100.000 mã số 1. Mã số 2 lên cho anh em mình con này. Con này cũng là tay phải luôn nha anh em. Con máy ngang cho anh em mình câu biển, con này đẹp quá trời anh em. Con này mới tinh nè. Made in Japan nè. Con này hãng của thằng Olympic, mới tinh đẹp lắm anh em. Tay phải nha, cũng có chỉnh hãm buôn đây nữa nè. Nè, con là full cùng dây chiên câu biển nè, quý chú bác mình. Dây rất là mới luôn em, full cùng dây này, cùng dây ít nhất phải 200m trong ít. Hòm dây siêu bền câu biển nè. Đó, máy rất là đẹp, chơi cũng được, sưu tầm cũng được như nè. Con này mã số 2 bán này chú bác mình giá có 300.000 thôi, cùng dây không là muốn đủ tiền rồi. Rồi, tiếp đi mình con này, con này là con máy Olympic Lego 2000, có 200. Con này size nó khoảng 4.000 nha anh em, full kim loại toàn thân hết. Rất đẹp. Máy kim loại mà cỡ này là rất đẹp nè, made in Japan, đổ tay trái phải mua bên sống nha anh em. Không lỗi lầm gì hết. Đó, máy mấy con máy mà kim loại mà gì đây là rất đẹp đó anh em. Gatio 1456 nặng 460g, cước số 5 215m, cước số 3 375m. Size 4.000 nha anh em, còn dây trong máy còn rất là mới nè, dây này sử dụng được đó nè anh em. Mua bên sống. Mà số 3 400.000 nha. Tiếp theo con máy câu biển, anh em đi câu cá ngừ nè, cá ngừ vây xanh, cá ngừ đại dương rồi nó có con này. Ruby quay tay phải, full cuộn dây luôn, có cuộn dây này không biết bao nhiêu mét lên trời. Anh em đi quấn biển cá ngừ hạng nặng luôn nè. Đó, anh em lấy cuộn dây này nè. Tới tiền luôn. Full dây luôn mới ghê chứ. Máy rất là to anh em, hai tay em bợ mà không hết nữa nè. Tay em không có lối làm gì hết anh em. Đóng bù đóng dơ thôi. Đó thì con máy này em bán cho em mặt số 4 giá 500.000 nha. Em nghĩ sẽ có anh em mình cần. Tới lúc mà mình muốn đi mua mấy con này mắc không nào, con máy này không anh em mua là nó bán đã nhiều tiền rồi. Chưa tính cuộn dây. Đó, nó do nó kén khách thôi nè. Việt Nam mình ví dụ ít người câu bạo lực, câu cá ngừ rồi thôi. Em suy nghĩ sẽ có nhưng mà nó sẽ hạn chế một phần đó. Nó còn mấy anh em ở nước ngoài nào chuyên quấn cá lớn mà, cá ngừ vây xanh rồi đó, cá ngừ đại dương rồi lại lụm, cá mập rồi đó. Thì câu. Mặt số 4 nhà em bán giá có 500.000 thôi, là bán nguyên này nha anh em. Chứ không phải là bán cuộn dây không đâu, con máy không có lỗi làm gì hết. Máy chừng 4kg trời, 3-4kg cầm muốn sụn tay. Đấy, tiếp tục cho anh em, con này là siêu hiếm nha, con Daiwa Viking 66 nha anh em. Không dễ kiếm đâu nha, Daiwa Viking 66 made in Japan. Con này anh em muốn câu tay trái câu, muốn câu tay phải câu nha anh em. Reiki, chuyên cho anh em mình câu bè. Tắt tiếng này à. Nhông cốt chà bá nè anh. Ừ, thấy chưa? Made in Japan nha. Nè, anh em muốn câu em chỉ cho anh em mình, có thể một số anh em biết. Hiện tại con này là xài chức năng tay phải. Nè, right nè, là bên phải, là left bên trái nè. Đó, anh em muốn câu tay trái thì anh em mình dặn cái nút này ra nè. Anh em lấy cái kìm dẹp anh em dặn nút này ra, đổi cái này qua anh đây. Lấy này đổi qua anh đây là anh em mình câu tay trái. Còn anh em câu tay phải thì để cái nút nè, nó có nút ngắn nút dài nữa không? Đổi nút dài qua bên phải là sẽ câu tay trái, đổi nút dài qua bên trái này nè là câu tay phải. Anh em đổi hai này qua lại với nhau là câu trái phải.
nha, còn máy được bao đẹp bao mượt luôn, rất là hiếm anh em. Viking mà con 66 này là rất là hiếm nha, không dễ kiếm đâu. Con là con máy nhỏ nè. Rồi con này mã số 5 em bán giá là 800.000 anh em, mã số 5 giá 800. Rồi tiếp như mình combo này là hai cây cần tay, hai cây này giống hệt nhau luôn anh em, hai cây điều hàng có nợp tê hết, cần tay dây trong nha, cả hai cây luôn. Này hàng có nợp tê nè, nãy giờ một cây là 1m8 và cây 2m7 nha, một màu xanh lá rất là đẹp. Đó mấy cây này nó câu theo kiểu này anh em, nó quấn dây vô đây nè, nó câu kiểu đó, câu tay nha, ra dây kiểu như cần tay nhưng mà nó muốn câu dây dài ngắn anh em. Đó hàng rất đẹp nha, hai cây dây trong nha anh em, tay dây trong, một cây 1m8 và một cây 2m7, cây 2m7 thì nó còn dây màu trong này nè anh em, chưa có gỡ ra. Đó. Rồi hoặc là anh em về anh em làm cần tay, anh em cắt hết anh làm cần tay cũng được. Mấy cây dây trong này nó rất là cứng, nó cả 4H là anh em, về mình đánh cá rô rồi cá chê đầu đầu mùa đầu câu. Hai cây này mã số 6 nha, em bán giá là 300.000 nha em, số 6 giá 300. Tiếp theo như mình combo hai cần rút mini nha em, chất liệu là phíp nha, hai cây đó cũng là phíp luôn nha em, hai cây của video trước á, hai cần tay cũng là phíp luôn, hai cây này cũng là phíp luôn nha. Rút mini thu gọn mình 40 cm, một cây 40, cây 45 anh em, phen rồi thì hoàn thiện. Nào, phen là hoàn thiện, không có nứt, không có hư. Một cây 1m8, hai cây 1m8 như nè, cả hai cây 1m8, cây này hàng của Suzumi luôn nè, hàng của Nhật này, sản xuất Trung Quốc. Đằng cây thứ hai là cây Happy Fan như nè, đó, hàng nguyên bản hoàn thiện như nè, không lỗi không hao hụt gì hết. Rồi thì combo hai cây rút nè, hai cây này cứng khoảng 15-20 nha, combo hai cây rút mini này mã số 7 em bán giá là 200.000 nha nè, hai cây luôn 200.000 nha, mã số 7. Tiếp tục cho bác mình cây này, cây này là cây cần hay chi, chất lượng là phíp như nè, một màu xanh dương đó, phen dòng xứ đá xám. Cây này dài của mình là 1m8, độ cứng đồng khoảng 10 nha anh em, độ cứng khoảng 10, dài 1m8, một cây hai chi máy đứng nha. Đó hai chi máy đứng, anh em có thể về, anh em mới tập câu cây đa thì mua cây này về vừa chơi anh em, cứ lấy cây này quýnh đi, quýnh quen với cảm giác bắt cá của mấy cần Ikeda thì hả, mua Ikeda chơi nha. Cái nọ số 8 bán giá 150 nha anh em. Tiếp với mình đây là cây người ta đắp khúc, cây này hàng có thằng Olympic nha, cây này chất là phíp nha, phíp pha nha anh em. Nè cây này cái ghi chữ carbon, carbon này nè, thấy không, carbon, carbon nè, nè thấy chữ carbon chưa, nè có lòng phôi nè. Thì đáng lẽ nó thật với anh em mình là cây này là nó ghi chữ carbon là bán giá carbon cho anh em mình được đó nha anh em. Nhưng mà cái lòng ở trong nó có sớ nè, nếu giờ carbon nó sẽ mẫn nhịn, còn nó còn có những cái sớ như thế này nè, nó là carbon pha nha anh em lưu ý giùm em. Thế giờ nó là carbon, carbon pha phíp, nên em bán theo cái giá nó là cái cần phíp thôi nha. Cái này 5m4 nè, hàng Olympic rắp khúc nha, tầm khoảng 3H nè, nó ghi với carbon đây này, là đủ bán giá carbon đúng không. Nhưng mà em thì nó bán hàng khác với người ta, cái nào em đã nói rồi, cái nào mà em biết, cái nào mà em biết trước là em sẽ khui ra hết bán với anh em mình rõ ràng. Chú bác mình mua được thì mình cứ mua, chứ không phải là lấp lắm liếm liếm dấu dấu để mà bán bằng được mặt hàng của mình nha, hoặc là như thế nào đó bán giấu những khuyết điểm hoặc là như thế nào để bán được giá cao, không đó không nằm trong cái tiêu chuẩn, không nằm trong cái mục đích bán hàng của em. Thì khi mong biết thôi, chứ em mà biết rồi thì cỡ nào cũng mua ra hết đó, và bán giá thì cứ tiền nào của đó để anh em mình dễ mua dễ sử dụng. Cân nặng của mình 200g nha em, cây này ngọn 1 ly mốt đó, cây này mặt số 9 em bán giá 150 nha, không phải nói lòng vòng nói lo vo để bán cây cần mình được giá trị cao đâu nè, vẫn bán giá 150 nhưng cây cần ta phíp thôi, mặc dù nó là carbon phíp pha đấy nè. Em rất rõ ràng sòng phẳng những người đó, thường như vậy thì sẽ rất là dễ bị mất lòng, rất là dễ bị mất khách. Tiếp nha em, lên cho mình cây này, cây này là cây 3 khúc nha, 3 khúc, cây này 2 ngọn luôn của chú bác mình đây. Cây này hãng của thằng gì đây nó che mất tiêu, em nghĩ chắc cũng Olympic gì đó. 3 khúc 2m4 nha em, 2 ngọn luôn, cứng tầm khoảng 30-50 gì đó nè, 2 ngọn nè, mấy cái khoen nó quấn chỉ màu xanh, nó sơn màu xanh vô này nữa chưa, 2 ngọn nè đó, cứng khoảng 30-50 nè, 3 khúc 2 ngọn luôn nè, chất lượng là phíp nha. Cây này mã số 10 em bán giá là 200.000 nha em, số 10 giá 200. Tiếp cho bác mình cây này là cây Ikeda nha em, chất lượng là phíp, dài của mình là 1m8, bắt máy Fuji luôn nè. Đó, hơi dơ nha em, hơi dơ hơi bụi nè, không có trầy xước nè, thấy chưa,
nó cái đà chiếc lựa là fit đây 200.000, mã số 11 200.000 nha. Khoan là hoàn thiện hết, dài 1,8 cái đà, mã số 11 200. Tiếp đi mình cái này cái 3 khúc nè ha, chất lượng cũng là phiếp luôn, 3 khúc cán gỗ này nè, bắt máy nè. Cái này hãng có thằng gì đây, 3m 3 khúc, cây này cứng khoảng 50 nè, ngọn 2 ly 8 nè, phen nè, phen nhuộm sứ đá trắng, phen gấp luôn nè, 3 khúc nha, 3 khúc 3m cho anh em câu ngâm lần C đâu. Cây này mã số 12 em bán giá là 250 nè, mã số 12 giá 250. Tiếp là cho anh em mình cây cần tay lóng ngắn, cây này rút mini siêu mini luôn em, thu gọn có 28cm thôi, bỏ túi quần đi chống vợ là số dách. Cần thì rất là mới, hãng con Suzumi là hãng con Nhật nè, chất liệu là phíp nha, dài 3m6, nặng 110g, thu gọn 28cm, 17 lóng. Cây này tầm khoảng 4H, rút qua thẳng tưng như nè, có bao cần rồi bao vỏ đâu ngoài đầy đủ hết nè, cần rất là mới. Hiếm lắm mấy con cây như thế này nha chú bác mình ơi, anh em mình là hay đi công tác rồi đó. Cái này về, cái dành để câu cá rô, cá chê đồ, rô chê, rô phi đồ, chép đồ, cá mè đồ, 4H như nè. Đố anh em rất là khó kiếm, anh em rất khó kiếm mấy cây này số lượng nhiều, về lâu lâu có luồng thôi, luồng này em về được 3-4 cây em bán, cây này cây cuối cùng có gì nè, cây này 3m6 thu gọn có 28cm thôi, cây này mã số 13 nha, em bán giá có 300.000, chất lượng là phiếp nha anh em. Tiếp như mình cây này, anh em muốn dài hơn nè, to hơn nè, bạo lực hơn nè, đó, to hơn nè, hàng thằng đai qua luôn em, dài 7m, tầm khoảng 6H cho anh em quýnh bạo lực nè, gốc to nè, cần này rất là mới nè, rinh chống nổ đồ lóng hết trơn nè, thấy không? To chà bá luôn nè, đấy, gốc to nha em, gốc to nặng nha, chất lượng là phiếp nha, tầm khoảng 6H quýnh bạo lực, ngọn 2 ly nè, chất lượng là phiếp nha em, hàng cũng đai qua. Đó, nhiều khi anh em nói nè, cây này tại sao cây nhỏ xíu xíu này cũng bán 300, thì đây nè, anh em chơi nhỏ hơn đấy, cây này nè, cây này cũng bự to chà bá, đồ cứng cao nè, 6-7H nè, hàng đai qua chính bản của Nhật nè, chất lượng phiếp nè, cũng bán 300, nó anh em mà nó muốn bự lấy bự nè, nha, cây này mã số 14, bán giá 300. Tại sao cần câu thôi, thời buổi bây giờ tại sao lại vẫn còn những suy nghĩ như vậy, cần nhỏ, còn cần nhỏ là giá nó nhỏ, cần to là giá nó to, sao là bây giờ vẫn còn suy nghĩ như vậy, thì thua. Tiếp như em là như mình, cây này là cây ISO đọt số 4 luôn em, ISO nhỏ đọt số 4 luôn nè, đọt số 4 5.4, cây đai qua phíp đỏ nè anh em, bắt máy Fuji, tất cả Fuji hết, cây đai qua phíp đỏ nha, đọt số 4 luôn, ISO fan nhỏ cho anh em bao lực nè, tất cả mình fan Fuji hết, có đống bụi đống dơ rất là nhiều nè, đống bụi nè, bụi dơ, chất lượng phíp đỏ ngoài hình cũng còn khá là đẹp nè em, nó hơi bụi thôi, hơi bụi cho nước phôi đẹp nha, nước phôi đẹp mới nè, nguyên zin nguyên bản luôn, đọt số 4 luôn nha, ngọn là 2 ly, dài 5m4, cân nặng của mình là 430 g, cây này mã số 15, em bán giá là 300.000. Rồi tiếp với mình cây này, cây súp như nè, cây súp chất lượng là phíp, có cái góc nhọn để cắm xuống đất nha, gỡ cục cao su này ra có góc nhọn như này, chất lượng là phíp, bắt máy Fuji nha em, hàng Olympic dài 4m2, độ cứng HH luôn, cây này cứng khoảng 7x nè, khoảng 7x nha, chứ không phải là mềm đâu, không hơn CX, HH là cứng khoảng 7x lần nha. Khoen của mình là khoen Fuji nè, đầu bô suối đá trắng, khoen có nước khoen nha em, anh em nói là lục xa bờ lấy cây này nè, nước hai khoen nè, khoen này nước nè, khoen này nước nha, về mình dán keo mình xử lý lại, chất lượng là phíp, độ cứng cao nha, có chạy xước như thế này. Sức này cũng đâu ảnh hưởng cái phôi đâu em, sức nước sơn thôi, ngọn to trà bá nè em, ngọn 3 ly gửi nha, đầu cứng ngang ngửa bị ít ra, cây mã số 16 em bán giá là 300.000 nha. Rồi tiếp đi mình, cây này mới tinh luôn, có bao vải, có cái bao nhựa bên ngoài luôn nè, cần rất là mới luôn, chất lượng là phíp, 3 khúc 3m3, hàng đai qua nha nè, cây này cứng khoảng 60 nè, mới tinh nè, mới tinh luôn anh em, nhìn bắt máy là anh em biết mới à, mới tinh mới bóc luôn nè. Là có bao, thứ nhất là nó có bao vải nè, cái thứ hai là nó còn cả cái bao nhựa, cái bao bọc nhựa bên ngoài nữa nè, nó có cái thông số chi tiết trên cái bao cần để em coi em đọc nè, nó sẽ chuẩn hơn là cái này đó nè, cái bao cần đây qua nè, 3 khúc nè, 3m nè, thu gọn 105cm, nặng 395g này nè nha, anh em mình tha hồ con ngâm luôn, em sẽ gửi đầy đủ hết như thế này cho anh em mình, kể cả cái bao nhựa bên ngoài luôn cho anh em mình thấy. Thì cái cây này là mã số 17 nha, em bán trên web mình giá là 300.000 nha anh em, mã số 17 giá 300.
tiếp mình cái 3 khúc nè, cái sức 3 khúc này chất lượng phíp hàng đai qua luôn em. Phíp đỏ hàng đai qua nè, phen dòng sứ đá trắng nè. 3 khúc 39 cũng 30 này nè, đai qua support nè. Tha hồ đánh bạc bả xa bờ, tha hồ mà đánh lục. Tha hồ mà con ngâm lăng xê chi nặng đồ. 3 khúc 39 nha nè, ngoại hình đẹp nè. Chất lượng là phíp nè, ngọn 3,5 ly nè, cây này mã số 18, giá 300.000, 3 khúc 39. Ngắn hơn chút nữa là cây này. 3 khúc 36 cũng rất là đẹp luôn nè. Đó, anh em chú bác thấy không, rất là đẹp nha, bắt máy bằng hợp kim không rỉ sét nè. 3 khúc 36 cũng vậy anh em, cứng 30 đến lục anh em, khoảng 60-80 cuối lần C, rất đẹp phải không. Còn 3,2 ly, cây này mặt số 19 cũng 300.000 luôn nè, 3 khúc bán giá quá đẹp quá rẻ cho anh em mình chơi anh em. Tiếp lên mình cây này, cây lua nè, cây lua mới đứng, cây này hàng carbon nha, cây này hàng carbon nha, chất liệu là carbon, khoen của mình nó là khoen dòng sứ kim loại nha anh em, khoen là hạn chế bể sứ nè. Dài 1m8 nha, cây này size ML, cần lua máy đứng nha, ngọn 2 ly, có những cái trại nước sơn chỗ này. Không ảnh hưởng đâu anh em, tập lua máy đứng nè, hoặc là về để dành mình câu bè đâu. Câu những cá lặt vặt trên bè đâu nha anh em, câu tôm đâu, có tráp hanh đâu trên bè trên thuồng đó, lấy cái này câu cũng được nha. Cây này mặt số 20, em bán giá là 200.000 nha, hàng carbon nha, xin lua máy đứng. Tiếp với mình cây Tenkada. Lóng ngắn như này, một cây cần tay Tenkada, thu gọn của mình là 42 cm. Cây này hãng của thằng Kanto, dài 3m9, đầu cứng hắc khoảng 3,5 ha nè, nhưng mà cây này nó có điểm, có một cái lỗi nha. Nói chung lóng zin vô zin của nó hết nè, cũng có sờn chạy xước nè anh em, lóng zin vô zin hết nha, nhưng mà có cái đầu lóng này nó bị nứt nè anh em. Đâu rồi, đâu rồi, cái lóng nứt đâu tiêu rồi. Cái ngọn to nha anh em, ngọn của mình là 1,3 ly, 1,4 ly là đây, cái lóng này bị nứt nè, đây nè, cái nào nứt nè, vết nứt nè, nứt này nó rút lóng ra luôn nữa không. Thì về anh em mình phải chịu khó quấn lại, lấy chỉ quấn lại, quấn vít từ vít nứt anh em, từ đỉnh vít nứt chỗ này quấn lên hết. Đây là anh em câu bình thường nha, cái Tenkada như thế này đó, cân nặng của mình là 100 gram. Cái này mã số 21, em bán giá là 200.000 nha anh em. Rồi tiếp thì mình cây rút mini, lâu lâu cũng có rút mini đẹp, nhưng mà thứ nhất là nó bị mất mục đích này anh em, nó độ một nút cao su khác nó tán vô nè, thấy chưa. Bắt máy Fuji nè, hàng đai qua hai da luôn, nói chung là nó nguyên bản hết, phôi sắn hai da nè, dài 2m7, đầu cứng 10 nè, sắn hai da rất là đẹp luôn nè anh em. Đó anh em, không lỗi lê hết, nhưng mà cái lóng này nè nó đổ keo như đây anh em, nó đổ keo, nó không thích làm lóng ngắn mà làm lóng dài như thế này, nó đổ keo chết ngắt như thế luôn, em không biết như thế nào. Nói chung là em giọng không xuống đó nè, em thấy không nè, anh em thấy không, rất là bót. Em về nó coi cách xử lý, mình giọng xuống thì mình giọng xuống thành câu, không có mình để dưới đèn câu, tình trạng cần như vậy nha em. Khoen là khoen Fuji phản quang, không hư một khoen nào đó, cần như vậy. Thì thôi em bán cái này cho anh em chú bác mình mã số 22, em bán giá là 300.000 nha anh em, 300.000 là phải như thế này. Về anh em mình tự xử lý lại nha, cần là bao nguyên bản không gãy hụt luôn. Tiếp bên mình cây này nung đít nó mất nè, hay là nó độ thêm một cái cục mút vô đây anh em, mút to để nó cầm vô nè, làm như cán cần zip vậy, ghét không. Đó, hàng là hàng carbon, hãng của Waco nè anh em, bắt máy Fuji nha. Dài của mình là 3m3, mắt in da băng luôn nè. Cây này cứng khoảng 15-20. Dài 3m3 kiểu như là xuất lở nha anh em. Fan của mình là fan Fuji nè, mấy cái fan là fan Fuji, còn mấy cái fan là fan xích đó anh em. Mấy cái fan là fan Fuji nè, nó nằm trên những cây Daiko, những cây mà thế hệ đời tầm trung trung đó anh em. Mình sẽ có cái fan này nha, nó là fan Fuji chính hãng, fan xích đó anh em. Chân fan mũ nhựa chứ không phải fan sắt. Đó, carbon lằng quàng nha. 2m7, 3m3, cứng khoảng 15-20, ngọn đây 1,8 ly, hàng carbon, cân nặng của mình 169 gram. Cây này mã số 23, bán giá cũng 300.000, rẻ như cây cần thiết. Tiếp đến mình cây này, cây dây trong 3 khúc nha, nè dây trong 3 khúc, cứng 30, 3m3, hàng có thằng Suzumi anh em, hãng của Nhật nè, cây này sản xuất Korea, tem vàng xuất Nhật đây. Fan của mình là fan Kusik nè, Citrin là fan Sip nè, fan nào đầy đủ hết anh em. 3 khúc coi như là em mua cái này đi, có anh em mua một cái bộ phôi về cho anh em mình hạ tay đồ. Về cho anh em mình hạ tay được nha anh em. Đó, anh em thấy không? Rẻ hơn anh em mua một cái phôi về anh em dựng đó. 30 3m3 3 khúc, mã số 24, em bán giá 300.000 nha. Ngọn của mình nè, ngọn 2,4 ly. Tiếp lên mình một cây zip như nè, một cái zip máy đứng, nó mắc cái đố đích như này, mắc một miếng mút thôi nè đó, bắt máy nè, bắt máy Fuji nè,
Thì cây này dài của mình là 1m8 nha, một cây xích máy đứng, nó cũng khá là cứng nha, nó cứng chắc khoảng 50 nè, cứng khoảng 50, quýnh cảm giác đầu ngọn nha. Cây này anh em muốn xích chắc cỡ 30-40 gram đổ lên, quýnh xích đó mới vừa tầm nha. Còn quýnh hoặc là anh em có thể câu ngâm đâu, cái này ví dụ em về có thể quýnh xích được nè, hoặc là anh em mình câu ngâm cái gốc mình 1/2 ngọn nè. Mấy anh em ví dụ đặc biệt ở dùng An Giang cũng mê mấy cây này lắm đó, mê mấy cái này nè. Thứ nhất mấy cái này là về câu ngồi trên xuồng trên ghe đó, cắm xuống câu báo cá rất là nhạy, quýnh được cá lớn và mê mấy cái này lắm. Cây này thì nó hư hai khoen như nè, cái khoen này là nó bị gãy chân khoen rồi, cái khoen này nó bể dòng sứ nè. Em cho anh em mình hai cái khoen xích luôn, gắn hai cái khoen khui xích chân đen gắn vô cho anh em mình nè, thấy không, hai cái khoen xích chân đen đàng hoàng đó. Rồi thì cây này mã số 25 em bán giá là 400.000 nha anh em, mã số 25 giá là 400. Ngọn của mình là ngọn 2.4 nha anh em, 400.000. Cây này mã số 25 400 thôi. Tiếp đi mình, cái này là thôi cần súp nha anh em, một cái cần súp rút. Cái cây này nó để 20 nhưng thực tế cây này cứng khoảng 30 lượng nha anh em. Nè, HH nha, 20 là thông số này ảo rồi nè. Cứng thực tế khoảng 30 lượng nha, dài 4,5 m. Thì cái cây này nó bị hư khoen anh em chú bác mình ơi, nên em tháo hết cho anh em mình về mình làm cần tay. Đặc biệt anh em đánh rườm á nè, đánh rườm đánh lưỡi ba tiêu đánh lục đó, anh em lấy cái này anh em đánh. Chứ đem lấy mấy cái phôi cần tay mà anh em đánh gãy hết, hoặc là về anh em mới dành làm cái cần con nhấp gì đó, nhấp dịch, nhấp ếch gì đó. Hoặc làm cái xào, cái móc gì đó anh em làm cứng lắm nha, cứng khoảng 30 đến lục lập. Hàng carbon như anh em nguyên bản, nó chỉ bị hư khoen thôi. Tháo khoen cho anh em mình làm ngọn 2.5 l nha, dài 4,5 m một cái súp carbon. Cân nặng của mình là 469 g, cây này mã số 26 em bán giá là 400.000 nha anh em. Tiếp đây cho mình cây này là cây cần tai ráp khúc nha, cái bao cần là bao cần zin nó luôn nè em. Cây này em có tham khảo thử em thấy nó bán nhiều lắm và cây này khá là mắc tiền nha nè. Cần tai ráp khúc, hàng chuẩn nội địa Nhật, dài 3m3. 3m3 3H. Thì anh em lưu ý giùm em là cái nếp điểm cao su dưới này anh em, nó bị sụp xịt rồi nha. Về anh em mình coi lấy miếng keo mà chích vô. Đó, lưu ý nha. Dài 3m3 nha anh em, cứng khoảng 3H một cần tai ráp khúc. Thường thường em chia sẻ thêm cho anh em mình là những cái cần tai của hàng Nhật đó anh em, đặc biệt ráp khúc cây nào cũng mắc tiền hết, kể cả cần phít cũng mắc tiền nữa nha. Nó đặc thù dòng ráp khúc là nó nhẹ nhưng mà nó mắc tiền, mà nó quýnh cảm giác như nè. Bên bệnh Nhật nó hỏi là cái dòng quýnh kiểu Hera, là quýnh thiên về nghệ thuật cảm giác hơn là những mấy cây này. Rồi thì cây ráp khúc này dài 3m3, tầm khoảng 3,5 h nha, dài nặng của mình chỉ có 84 g thôi, có bao cần zin của mình luôn nè. Nút thì nó mất hết một nút rồi, nó còn nút lớn như nè, mất nút nhỏ. Thì cây này mã số 27 em bán chú bác mình giá là 500.000 nha, mã số 27. Tiếp với mình cây này cũng vậy, cây này cây rút nè, một cây carbon giả trúc, hơi dơ nha nè, hơi dơ hơi bùng nha nè. Cây này cũng rất là mắc tiền đó nè, mắc tiền lắm luôn á. Anh em lưu ý mấy cây này có một số người nó bán có phần hộp đó nè, nhưng có cây này giá mắc nha, cây này hãng Alpha Techco, anh em nhìn cái góc này nè, mắc nha, mắc tiền lắm á. Cây này của mình là vượt cứng luôn nè, vượt cứng 3.6 4H nha, không phải dạng thường đâu. Vượt cứng hãng Alpha Techco sản xuất Korea nè, bản premium dòng cao cấp nè, giả trúc. Cây này có cái thẻo luôn nè, có cái thẻo đính kèm nè, về anh em lấy cái thẻo sử dụng luôn. Đó. Với thêm phần á thì cây này có điểm trừ nên nó bán giá cho anh em mình cây chỉ 500 thôi. Cái điểm trừ là đầu lóng nè, anh em thấy không? Nó bo là tất cả đầu lóng hết. Đã 4H vượt cứng rồi, thằng trước cái nó quấn cái nết, quấn nó cũng dữ lắm anh em, nó mới bo chỉ nè, nó quấn lấy gì chỉ bê rồi câu cá nè, quấn vô đổ keo đi nè. Em kiểm tra rồi, không có bị nứt, không có dập mẻ mấy đầu lóng nữa hết đi nè. Em bao cho anh em mình vấn đề đó luôn. Đó, em không có cắt ra nó sẽ xấu lắm. Về anh em mình coi có hướng xử lý như thế nào em xử lý. 3m6 vượt cứng 4H nha. Đó, tình trạng cần như thế này. Ngọn của mình là 1.5 l nha anh em. Rồi, cân nặng của mình là 100 g. Cây này mã số 28 em bán giá 500.000. Nếu mà gỡ cái thẻ ra luôn là chưa tới 100 g nha anh em. Cây này mã số 28 em bán giá là 500. Tiếp đến cho bác mình cây này là cây cần súp như nè, một cái cần súp carbon dài 3m9, cứng khoảng 25. Súp carbon một cái bào đỏ mận, carbon xoắn là cũng có trị xước sờn như nè, bắt máy Fuji. Tất cả của mình đều là fan Fuji hết, không nứt không hư như nè, không nứt không hư gần nào, hàng carbon nha, carbon. Ngọn 2.5 l nha nè, 3m9. Cân nặng của mình là 366 g, mã số 29 giá là 500.000 nha nè, mã số 29 giá 500. Tiếp tục cho mình cây này là cây ISO khoen nhỏ nha, cây này hàng của thằng Daiwa.
cái đeo hoa cho nè, cây này là bao nên mình công cái đeo hoa carbon gold này, đeo hoa carbon gold bắt máy Fuji đọt 2 5m4 nè, ISO càng nhỏ nha, nó kể cả cần tay luôn, ISO cũng vậy, cái dòng đeo hoa carbon gold này là cực kỳ tốt. Hàng đeo hoa chuẩn là đi Nhật 100% nha, tất cả mình fan Fuji, fan Fuji đầu bu đã trắng rồi, quen thì ba nước qua, quen thì ba nước nè, đầu bu đá trắng nè, lai đầu bu nè, rồi carbon anh em, nó là carbon hai da luôn anh em thấy không, cái nền phôi là hai da nè, cái nền phôi đẹp lắm á, anh em nào về hả tay lấy cái này đánh thử anh em biết, em nói là bao ngon mà, đai qua carbon coi là bao ngon, anh em nhìn kỹ nha, nó nền da hai da đó anh em, ngon, ngon lông phụng nè, đọt của mình là 1,5 ly nè. Đọt số 2 5m4 nha, cái đeo hoa carbon gold thu gọn 1m, cân nặng của mình là 264g. Cái này mã số 30 nha, em bán giá là 500.000 nha anh em. Cái này rất là bền, rất là tốt. Giá 500. Anh em mà chơi rồi sẽ biết nha. Tiếp cho mình cái này cây lóng ngắn hai da luôn đây nè. Cây thu gọn 80cm nè, một cái ISO fan nhỏ đọt số 3, dài 3m, hàng Indo này nè, tem vàng xuất Nhật. Mấy cái vết này là dơ nè, chùi ra nè, em chùi bằng tay nó ra nè. 3m6 nhỏ 3m nha nè, hãng Rambo, bắt máy Fuji, tất cả anh fan Fuji nó sống hai da đây nè, dài 3m, cái này là anh em ở Quảng Ninh đồng mê lắm, sống hai da này thấy không, ngọn carbon đặc luôn em, đọt khoảng số 3 nha, khoảng 2.5 số 3, ngọn 1 ly, dài 3m, ISO hay nhỏ, cân nặng mình 130g, cái này mà số 31 em bán giá cũng 500.000 luôn nha. Tiếp với mình cái UL, cái UL một cái Shimano Scott nha, một cái Shimano này, Shimano Scott với anh nha, cây xe UL em cũng mới gặp cây này lần đầu luôn nè, cây này sản xuất Korea nha nè, sản xuất Korea, nó dài 5 feet, là dài 1,5 m nè, lua được từ 1/64 đến 1/16 OZ nè, thấy không, tao khoảng 4g thôi. UL fan là fan xích nha, fan xích gòn, fan cánh bướm này nè, rất là độc đáo, fan cánh bướm nè, thấy không, fan xích nha, fan xích gòn, nhưng mà lâu tháng, lâu 5 tháng nó bay màu gòn rồi, nó còn hơi vàng vàng thôi, nhưng mà hàng là hàng nguyên bản nha nè. Anh em đánh UL là lấy cây này, một cây Shimano Scorpion UL nha, siêu nhẹ luôn, ngọn to nha anh em, ngọn 1 ly 9, gần 2 ly, fan xích cánh bướm nè, rất là độc đáo, anh em nào quýnh UL rất mê cây này, 58g, cây này mã số 32, em bán giá cho anh em chú bác mình là 700.000, mã số 32 nha. Tiếp với mình đây là tay lóng dài, cây này cây Nissin nha anh em, Nissin 4,5 m cứng đều nha, cứng đều 4,5 m 4H, một cây Nissin này, cây này chuyên quýnh chép nha, nè, có chữ Nissin này nha. Nó nhiều anh em chú bác mình không phân biệt được, có những cái hàng Nissin, hàng nội địa Nhật anh em, nó không có mấy cái chữ mà Nissin này đâu, nó ghi toàn bộ tiếng Nhật hết anh em, nhìn anh em thứ nhất là anh em chỉ phân biệt qua cái logo này, cái thứ hai nó có một cái tem, nó có một cái tem nó dán trên đó, nó ghi chữ NS, dưới là nó có chữ Nissin đó, anh em là phải nhìn phải biết anh em mới lấy được nha. Còn em buôn bán cái chuyện mà em biết là em phải chắc chắn cho anh em mình, là em nói chắc chắn cái Nissin là cái đó đảm bảo anh em cái Nissin. Còn những cái cây nào mà như em hay bán, những cây nào mà em nghi ngờ ngờ mập mờ đó, em sẽ nói rõ với anh em mình là em nghi ngờ nó hãng của ông này thôi, hoặc là hãng của ông kia thôi, em không chắc chắn, thì về anh em mình tự tìm hiểu thêm. Đó là em không biết dịch tiếng Nhật, nếu mà em có thời gian em rảnh em tìm hiểu em sẽ tra ra được, nhưng mà không có thôi. Còn những cây như thế này chắc chắn em nói Nissin là chắc chắn Nissin này nè. Đó, cây này ngọn của mình là 1 ly 2 nha, cứng đều 4H, chuyên chép anh em, dòng là dòng chuyên chép nè, cực kỳ trâu bò luôn, cũng có chạy xước nha, nhưng không đáng quan ngại đâu, cân nặng mình 159g, cây này mặt số 33, bán giá là 900.000 nha. Tiếp với mình cây này cây ISO dây trong anh em được kiếm cây ISO dây trong đọc số 3, thì em có cây này hãng của Shimano luôn nè, hơi dơ nha, hơi dơ và hơi bị chạy xước nè, bụi bẩm chạy xước gốc nè, bất bái Fuji đọc số 3 luôn nha, đọc số 3 dài 5,25 m nha, hàng Indo, sản xuất tại Indo nha, chạy xước nè, cây Shimano Abeto ISO dây trong nha, thì ISO dây trong á là nó có khoen nha, khoen chỉ trong thân hết, trong thân tất cả các khoen mình nó sẵn lò xo như thế này, nó chạy hết trong thân nha, khoen của mình là khoen Fuji carbon sẵn anh em, chạy xước nữa không, chạy xước ngoài da nè, ngọn to đùng cho bá nè anh nè,
Hàn Quốc ship đợt số 3 luôn nha, tha hồ mà câu bạo lực nha anh em. ISO dịch trong cân nặng mình là 290g ngọn 4 ly. Cái này mã số 34 em bán giá là 800.000 nha anh em. Số 34 giá là 800.000. Tiếp tục với bác mình cây này. Cái này là cần tay trở máy, cái này cũng đai qua VIP luôn anh em, bắt máy titanium nè. Một cái cần tay trở máy. Một cây đai qua bubble mesh dòng cao cấp của đai qua, tem vàng nội địa Nhật, xoắn hai da. Dài 4,5m, có chế độ zoom 3,6m nha nè, 4,5m zoom 3,6m, nhìn bắt máy titan này rất uy tín rồi. Nạp fan composite xoắn hai da luôn. Rất đẹp, định vị khoen lóng đầy đủ hết. Cần tay trở máy. Xoắn hai da này thấy không? Định vị khoen này cũng rất đẹp. Có cả đầu bu luôn này nè. Ngọn 1 ly nha nè. Tay trợ máy, cây này bán giá, cây này bán giá giá cũ tới 1,4 triệu anh em sale cho anh em mình còn có 1 triệu thôi, cân nặng mình 133g, cây này mã số 35 em bán giá chỉ có 1 triệu thôi nha. Giá chỉ có 1 triệu thôi. Tiếp là như mình cây lóng dài có bao cần nút đầy đủ hết, một cây đai qua. Tiếp lên mình cây này cây lóng dài nha anh em, cây này rất là độc đáo. Nó 10m nha anh em, nó dài chiều dài là 10m và nó zoom 8.3. Anh em muốn câu từ 8.3 đến 10m, anh em câu muốn bao nhiêu mét anh em zoom được bấy nhiêu mét. Rất là hay nha, cây này đai qua nè. Thứ nhất là nó có zoom hai cái lóng dài thứ nhất trên này. Đó, 10m nó zoom 9.5m nè. Rồi từ 8.8 zoom xuống 8.3 là hai chế độ zoom như thế này, đầu lóng. Còn cái zoom rất là hay nữa nè, zoom cơ động chỗ này nè. Nó zoom nè. 9.6 8.4 nè. Đó, anh em ví dụ anh em muốn zoom này chỗ này đi. Dùm tới đây phải không? Thay ngang đây là khóa lại nè. Là câu. Còn muốn dùm tiếp trở lại dưới đây. Đó, dùm lại dùm xuống như này. Rất là hay như nè, rất là độc đáo luôn. Cây đây qua Aphomod Whisker, có chữ Avisot nè nè. Và cây này hàng cao cấp nha, hàng cao cấp cũng đây qua. Nó tầm khoảng 5H nha nè. Hàng đây qua, nút rồi thì đủ hết. Đầu bu xe 360, hàng nguyên bản hết anh em. Nguyên zin nguyên bản hết, nhưng mà cây này em nhớ có một cái đầu lóng nó bị xước nha. Có một cái lóng nào đó nó bị xước. Em sẽ rút tới cho từ từ đó cho anh em mình xem. Anh em mình để ý cái phôi trước nha. Cái phôi của mình thì cây này là phôi đẹp đây, đây, đây. Đầu lóng này nó có quấn sẵn là đu nèm, nó gia cố sẵn cho anh em mình nè. Em thấy nè, có một cái vết. Đây nè. Nó có một cái vết rạn nhỏ xíu chỗ này nè anh em. Anh em thấy không? Vết rạn nhỏ vậy thôi. Nó quấn kỹ đầu lóng rồi nên anh em không cần quấn lại để đi câu thôi. Còn anh em muốn đẹp hơn thì về anh em quấn lại chỗ này cũng vậy nè. Đó, nó có quấn chỉ nè. Vết nhỏ thôi anh em, một vết nhỏ xíu nó tưa nhỏ xíu chỗ này thôi. Đó, tình trạng cây mình như vậy. Nè, nó sẽ bị như thế này, nhưng lóng này nó không quấn nè. Đó, nó sẽ bị một cái vết rạn nhỏ, nó bị rảnh xíu chỗ này như thế nè. Anh em bây giờ không có dập nứt gì đâu nè, cần nguyên bản nguyên zin 100%. Chế độ zoom rất là độc đáo nha. Cái dòng mà anh em thấy dưới đây qua có chữ Avisoft như vậy là giá rất là mắc. Ngọn của mình 1.8 ly, 1.7 ly, 1.8 ly, cân nặng của mình là 330g. Cây này mã số 36 nha. Em bán cho quý chú bác mình giá là 1.8 triệu. Rồi ai mua thằng IO đây em bán luôn. Đi đây. Mua thằng nhỏ nó bán luôn đi, nó quậy quá. Tiếp tục lên như này mình cây cuối cùng, một cây súp như này, một cây Shimano Sub Razor. Thì cây này anh em, cái hộp này cũng là cái hộp của nó nha. Cái thằng này, cái thằng bán bên Nhật nó đóng hộp lộn cho em này anh em. Nó gửi lộn mày nè. Cái cây của em á là CX425, thì trong ruột là CX425 thiệt, nhưng mà nó gửi lộn cái hộp nè. Cái hộp này là chỉ có EX thôi, là 25405 thôi. Nên nó gửi về nó bị lộ cái đọt lên gì mà nó còn không hay anh em. Nó vô bác mình chưa? Nó nè, nói chung thì nó gửi lộn hộp nha anh em, nhưng mà cái hộp vẫn đúng là của nó luôn. Nó gửi lộn cái hộp thiệt tình, cái thằng ủ tả thiệt, nó làm mất giá trị chưa cần của em luôn à. Còn đúng cái hộp nó sẽ có giá trị hơn nhiều. Ok, lỡ rồi ba ơi, sắp được đây nè, có những vết chạy xước lâm tâm này nè, sóng ít từ góc đến ngọn, một cái màu xanh dương Shimano chính hãng nha nè, tem vàng xuất Nhật đây. Cây này hàng Indo nha, sản xuất tại Indo nè, 425 CX, thông số quá đẹp cho anh em mình luôn. Shimano Fanxic.
Subraiser. Nó có những vết trầy xước nhỏ nhỏ cho nên như em cho anh em mình xem đây đó. Còn lại là rất đẹp. Đầu bu chống sắn này, dòng đời mới luôn nha nè, một cái Shimano Subraiser. Nè, cái cần em lấy về 3 triệu chín mấy nè, gần 4 triệu bạc. Có những vết trầy lâm tâm này nè. Đáng lẽ là cây này nếu mà giá bình thường là em phải lấy về em bán giá nó khoảng 4 triệu 6, 4 triệu 8. Thì thông thường những cái này là sẽ bán tầm giá đó đối với thông số CX như thế này. Thời buổi hiện tại thì em bán cho anh em mình giá 4 triệu 3 thôi. Bỏ 4 triệu đi nhập cái cần về. Bán lại 300 là anh em thấy em bán giá rất là nương cho anh em mình rồi nha. Đó, thời điểm hiện tại thì anh em chú bác mình muốn chơi những cái hàng cao cấp thì cứ mua. Thời điểm này là thời điểm tốt để mua, giá rất là tốt. Đó, tình trạng cần như vậy nên em có những vết chạy xước lâm tâm đi ti. Rồi, cân nặng của mình đó 435 gram. Ngọn to nha. Hết chưa bao? Ngọn của mình là 3.2. Cây này mã số 37 em bán giá là 4.3 triệu nha em. Đó là tất cả mặt hàng hôm nay. Em cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý chú bác mình trong những video tiếp theo. Xin chào. Hết chưa? Hết chưa?